chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Cá Cảnh của mình. Đó, đó các bạn biết mình đang làm gì thì cũng là quần mấy con cá thôi các bạn. Hiện tại thì mình mới vừa làm thức ăn cho tụi nó xong. Đó, mình mới vừa để nguội nè. Hồi nãy mình trộn cám với trứng rồi các kiểu mình rang cho nó khô lại rồi cho nó chín rồi. Đó, bây giờ thì mình để nguội xong rồi, bây giờ mình sẽ phải đâm lại cho tụi nó. Đó, xong rồi bữa ngày hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng với mình ngâm thức ăn rồi cho cận cảnh, cho các bạn xem cận cảnh những cái đàn cá của mình ăn cám nha. Tụi nó khá là thích cái loại này. Đó, để mình cho các bạn xem cái này. Đây, đây là cái loại thức ăn mình trộn mình làm này các bạn. Đó, lên cái màu xám xám nhưng mà thơm lắm nha, thơm lắm. Đó, mình cũng đang đâm là đâm nhuyễn nè, đâm từ trong đây bỏ vô đây đâm. Đó, nó ra bên đây ha. Và mình cũng đang ngâm cho tụi nó. Cái này là mình ngâm mình ngâm một chút xíu nữa, mới vừa ngâm thôi các bạn. Đó, sẵn rồi mình sẽ mời các bạn cùng với mình là xem cái đàn cá của mình ăn. Rồi thêm một cái nữa là mình muốn giới thiệu những thành viên mới trong cái đàn cá của mình luôn. Đó, full red của mình nó đẻ được hai bầy cá con. Thì có nằm đáy á, cái con cá nằm đáy, có nằm đáy ở dưới các bạn thấy không? Đó, những cái con này là những con mới vừa đẻ cách đây vài tiếng đồng hồ nè, là nằm đáy. Còn những con mà đẻ ngày hôm qua rồi thì nó bơi tung tăng rồi nè. Đó, số lượng cũng mình cũng không có thống kê được số lượng, tại vì thấy nó cũng khá là nhiều. Ra thấy muốn đặt hồ thì sẵn mình thăm rồi mình giới thiệu với các bạn luôn. Nè, năm máy năm trống của mình đó, năm cặp, hôm bữa là mình bắt năm cặp còn nguyên đó. Rồi mình sẽ cho đàn này ăn cho các bạn xem nè. Giờ đàn này lý do là sao mình càng nhìn đàn này mình càng thích. Các bạn thấy có những con lên tay, những con trống á, cái lên tay đỏ đỏ đó các bạn thấy không, thiết một đai rồi đó, nhìn rất là cưng đó. Mình cũng đang trông chờ là con cá mái, hai cá mái này nổ mà không biết nó nổ chưa, chừng nào nó nổ nữa đó, và cũng không biết là nó nổ rồi số lượng nó còn bao nhiêu đó. Thôi bây giờ thì mình tiếp tục công việc rồi mình chờ cám nở rồi mình sẽ mời các bạn cùng với mình là cho cá ăn nha. Cái này là coi đen, nó nuôi trong cái máng heo ăn nè, nước thấp xịu. Đó, mình cũng tiếp tục công việc thôi, thì đâm cái này nè. Đâm cái này thì nhàm chán vậy lắm đó, rất là nhàm chán. Thật ra mình nghĩ các bạn cũng sẽ không thích xem mình làm cho mấy đâu. Mình làm xong rồi mình sẽ mời các bạn cùng với mình để cho cá ăn. Rồi nè các bạn ơi, mình thì đâm chưa xong nhưng mà thức ăn mình ngâm á, thức ăn mình ngâm nè, thì nó cũng đã tới rồi, nó nở được rồi. Đó, bây giờ thì mình bắt đầu mình cho tụi nó ăn nha các bạn. Cho mấy con cá ngoài này ăn trước để cho nó chảy ra. Dụ dỗ rồi cho nó ra, nó gom trong kia rồi nó bù theo mấy con cá bự không à. Đó, cái bầy full red của mình nè, để mình mở flash lên cho các bạn sẽ thấy rõ hơn. Cũng vậy hả, cũng vậy thôi. Cái thức ăn này khá là thơm mà mình còn trộn cái men tiêu hóa vô, cái men tiêu hóa bạn biết rất là thơm đó. Thật ra là có thể nói là thu hút rất là tốt, thu hút cái cá rất là tốt đó. Cái mình chủ yếu mình ấy nhuyễn ra như vậy, mình bỏ vô như vậy để cho mấy con cá con á, mấy cá con, mấy con mà không ăn được cái to á, thì nó sẽ đớp những cái màng nhỏ hột li ti rớt xuống á, đó là dành cho con mấy con cá con á, chứ không phải là dành cho mấy con cá bự. Mấy cá bự đây bạn thấy là nó bu lại nè, để mình cho ăn ngoài này trước ha. Bầy này nó không giống như những cái bầy kia, những cái bầy kia nó thấy mình là nó bu lại rồi, còn cái bầy này thì nó cái bản tánh của nó làm như nó cũng hơi nhát, nó không được dạng cá đó các bạn, nó cũng hơi nhát hơn những cái con dòng mắt đen hay là cái coi rác kia
Corret Gen Ear của mình á, thì nó thấy mình là nó bu lại liền, không có cần mà nói chuyện, không có cần mà dụ dỗ gì hết trơn, chỉ cần mình bỏ con nó ăn vô rồi là các bạn biết nó bu như kiến vậy đó, rất là đã. À, đây thì mình biết trống máy nè, nè như những cái con bơi này là trống nè, đó lên vây lưng là trống rồi, những con mà không lên vây lưng chắc là máy. Nè các bạn thấy lượng cá con máy ngoài nè, mấy con bự nó chiếm cứ trong đây rồi, mấy con cá con nó đâu có nha dám nhào vô nhiều, đó. Nó bơi ở ngoài, nó nhặt nhạnh đồ ở ngoài nè, bạn thấy. Các bạn thấy sợ, các bạn thấy không rõ. Cũng bởi vì nó cái màu này nó tẹp với cái màu thịt của con cá này nó tẹp với cái màu thùng, thì nó chắc các bạn thấy không được rõ đâu. Để mình qua bên đây. Cho cái bầy này ăn. Bầy này thì khó phải nói về cái mức độ của nó rồi. Đồ ăn của nó khiếp. Đó. Ngày hôm qua cái hồ này là ngày hôm qua có con này nè, nó bị mấy con kia dí cắn quá, mình mới tách con này ra vô cho nó miếng thuốc đó, sẵn rồi mình nó cũng ăn uống được bình thường, cá mạnh khỏe nha, tại nó bị dí cắn rồi mình tách ra mình cho nó miếng thuốc, rồi sẵn mình còn dư thuốc á mình đổ vô đây mình ngừa cho mấy con này luôn đó, thành ra các bạn sẽ thấy cái nốt vàng như vậy chứ không có bệnh hoạn gì hết, dư thuốc bỏ thì phí, bỏ vô ngừa luôn. Mà cũng may, cũng đúng dịp là tối ngày hôm qua, chiều tối ngày hôm qua là mưa cũng khá là to và dài đó, thành ra cũng không có thành vấn đề gì, bữa hai bữa nữa mình xả thuốc lại cái là xong, chứ mình sẽ không nuôi trong cái môi trường này luôn, tại vì có một vài con đuôi to đó các bạn, nó thường hay bị mấy cái con khác nó dí, nó cắn dữ lắm. Gặp nuôi cá mà tách trống máy như vậy nè, mấy con cá trống nó hăng lắm, nó hăng và nó rất là khá là táo bạo. Tóm lại cũng như là các bạn mà chó mà các bạn cột, các bạn không có cho đi theo theo gái thì nó cũng mới chan vậy đó. Tới tuổi sinh đã rồi mà bạn không cho tụi nó mà con gái tụi nó ấy thì nó cũng cá nó cũng giống vậy đó. Bây giờ khi mà ấy những con cá đuôi to đó, hay những con cá nhỏ nó ăn hiếp lắm, con cá đuôi nó nhỏ hơn đó, thì nó sẽ dí nó cắn. À, coi cái gen ý không biết chừng nào đẻ đây, cho tụi nó ăn. Mấy con này hay dành nhảy vô dành ăn với mấy con cá bự ghê, mấy con cá nhỏ nhỏ nè, đúng là không biết sống chết là gì. Có cái máng ngoài này rồi nè, bu ngoài này ăn ngoài này đi. Thôi bài cá sao các bạn thấy mau lớn không, nay nó lên màu lên đầu rồi đó. Cũng một bài như vậy là cũng có con không lên đầu chứ không phải là không có nha các bạn. Ở cái bài lớn thì mình có một con, nhỏ nó cũng có một hai con rồi đó, do bầy nhỏ số lượng đông hơn cái bầy lớn rất là nhiều đó. Có một con mái bạn thấy không, không lên đầu. Cho tụi này ăn lần nào mình cũng phê ở đây hết đó, mình phê ở đây nè chứ mình không có phê ở đâu hết. Bầy này với bầy lòng đỏ này ha, bài này
bài này với bài coi red bên kia đó, lần nào mình cũng phê với tụi này hết. À, nhảy vô và ăn với mấy con cá kia, mấy con cá kia giạt nó ra luôn nè, nó nổi luôn. Còn cái bài này thì các bạn khỏi phải nói về cái chuyện cho tụi nó ăn ha. Đó, cho tụi nó ăn đó, bạn xem nè, nó như một cái bài cá trê vậy. Kinh khủng, nhanh lắm, dạo qua cái là hết à. Bạn không cần mà ấy gì nhiều. Chứ là cái loại cám này mình làm nó cũng khá là thơm, nó cũng khá là hấp dẫn với mấy con cá. Nè, số lượng cá con các bạn thấy không, nhóc trong đây. Hồi này là mình chưa hề thay nước luôn nè. Bữa nay để mình coi sao mấy con cá bự này nó bị đánh giạt ra méo ngoài này rồi mà sao nó không nhảy vô nó ăn. Nó bị mấy con cá nhỏ chiếm lĩnh ở đây. Làm như mấy con cá bự ngày hôm nay nó không được đói. Bụng tràn ban nha. Sắp đẻ rồi nè. Nè, con trống là chớm tay nè. Con trống chớm tay nè bạn thấy không? Cá nhỏ của mình nó có con lên một tay, một cái tay lên đỏ, đâu rồi không biết nó đâu rồi, một cái tay lên đỏ nhìn rất là đã. Nè con này nè các bạn. Đó, cái tay bên trái của nó hình đỏ rất là đã. Mình coi bài này coi. Phê thiệt là phê. Thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video theo mình nha. Thì cũng tới đây thôi. Mình cho cá ăn cũng ngó tới ngó lùi cũng chỉ có nhiêu đó thôi đó các bạn. Nó còn rất là nhiều, rất là nhiều bầy đang chờ mình cho ăn. À, mình chỉ cho ăn và bầy cho bạn xem thôi. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo của mình vào ngày hôm sau nha. Có vài con mình nói là super sọt là mình nói thật là nó rất là sọt. Mấy con mái cưng dễ sợ. Rồi, bye bye các bạn.